Những cái điều như vậy tôi đã làm và sau đó rồi thì cứ như thế để tạo ra được những anh em yêu sản phẩm, yêu công việc và biết được các kỹ năng và dạy cho nhau. Anh em lại tạo ra dạy cho nhau. Nên là nhờ những cái việc như này cho nên là anh em đội nhóm của chúng tôi ngày càng nhiều hơn và cứ sóng lớp trước đè sóng lớp sau làm đào tạo cho đội nhóm này rồi xong lại tự bên trong các lãnh đạo đội nhóm lại đào tạo. vào cái thời điểm năm 2005 là sau khi mà chúng tôi khởi nghiệp được 10 năm rồi thì lúc đó là doanh nghiệp của chúng tôi vẫn ở bên chỗ Đông Anh và tôi thì đang vẫn còn đang sự nghiệp học hành ở bên chỗ trời Tây tôi lúc đấy tôi đang làm nghiên cứu sinh ở bên chỗ Anh Quốc thì mình mới có cái dịp về thăm gia đình với lại uh, lấy số liệu thì mình về mình mới thấy được là anh trai mình quá vất vả anh trai cực kỳ vất vả làm việc tối ngày đó tối mặt tối mũi và cái gì cũng đến mình đến anh trai mình và điều đặc biệt là mình thấy rằng là tất cả các doanh số của công ty lúc đấy cũng chỉ vài chục tỷ thôi nhưng mà điều đặc biệt là chỉ có một mình anh trai mình lấy được về không có ai bán được hàng hết chỉ duy nhất bán được hàng thế mình mới nói với anh trai mà anh ơi anh không thể làm như này mãi được anh làm như này rồi anh ốm xuống đấy thì thôi toi Oh, ốm ai mà khỏe mãi được đâu yes không ai khỏe mãi được cả và hai nữa là cái việc nữa là mình cũng kể cả mình vẫn khỏe đấy nhưng mình cũng phải làm thế nào đấy để mà uh, mình còn nhiều việc khác chứ còn gia đình chứ còn uh, uh, mở rộng chứ đúng không còn nếu mà mình cứ chỉ muốn là mãi mãi như này thôi kể cả trời thương mà cứ cho khỏe đấy thì cuối cùng là mình vẫn là dám mồ hôi hết tiền vẫn là gì các bạn hai phai bạn mình đừng có dám mồ hôi hết tiền không thể như thế được Bởi vì là nếu như trong trường hợp mà cứ mãi mãi như thế Thì bạn ngừng bán hàng là ngừng tiền về Đó, ngừng bán hàng là ngừng tiền về Và điều lý làm cho chúng ta sẽ khổ mãi Và chúng ta sẽ không bao giờ có thể bền vững được Và như vậy không phải là thịnh vượng Mà có khi các bạn có tiền Nhưng chả có thời gian để đi tiêu Đúng không vậy? Nhiều khi chúng ta cứ trổng mông lên trời để mà làm nhưng cuối cùng nhưng mà không có thời gian để mà đi tiêu tiền nữa có thể cũng có tiền đấy và bản thân anh trai tôi lúc đó cũng thế là lúc đấy là ông cũng có tiền rồi ngày xưa thì nghèo nhưng mà cái tại cái thời điểm nó thì không phải là nghèo nữa tất nhiên giàu thì chả biết thế nào nhưng mà đại khái là cũng là không phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền và đi du lịch các thứ thì thoải mái nhưng vấn đề chả có thời gian đi du lịch gì cả bởi à, vì bây giờ là ai sẽ làm thay mình ai sẽ bán hàng và mọi thứ đến tay mình cả à thế thì vậy thì bây giờ tôi nói về vấn đề là bán hàng bùng nổ bạn sẽ chả bao giờ để có được một cái gì đấy nó đáng kể theo kiểu dạng vĩ đại hay là lớn nào nếu như bạn cứ bán một mình hoặc team, team đội của bạn là gì là cứ còi cõm cho nên là nếu bạn muốn để bùng nổ thì bạn phải biết tít the team to sell tức là dạy cho quân của mình và mở rộng đội ngũ của mình để bán hàng yes hai phai bạn của mình là phải biết dạy đúng không? Phải dạy quân. Và khi mà bạn mà chưa biết dạy quân thì bạn phải học. và tôi năm 2017 sau khi tôi được đi học cái phương pháp dạy của thầy Blessinger. Ngày xưa tôi cũng dạy, tôi cũng nỗ lực lắm. Em ạ, em cũng muốn đang dạy quân đúng không? Thì ngày xưa tôi tôi cũng bắt đầu dạy dạy cho anh em nhưng mà dạy thì bọn nó nhiều khi bọn nó cứ ngủ gật, <laughs> chúng nó cứ ngủ gật và à, hai nữa là nhiều lúc mình cứ phải lên không lên gần lên cốc. để ép chúng nó bắt chúng nó à, bắt chúng nó học nhưng mà chúng nó ngồi đấy nhưng vấn đề là chúng nó có học hay không mới là quan trọng Đúng không? đấy là làm cho mình cảm thấy mỗi một lần là dạy cứ như đánh vật vậy, à, toàn sử dụng slide này rồi là dạy anh em à, thì nhiều khi anh em học thì thỉnh thoảng nó lại ra hút thuốc lá, thỉnh thoảng nó lại ra này kia. Thì rất nhiều các giám đốc ngân, giám đốc bán hàng, rất nhiều các trưởng phòng bán hàng, rất nhiều các chủ doanh nghiệp rơi vào trạng thái giống như tôi. họ tức là mỗi một lần dậy là một lần đánh đánh, đánh vật. Ồ, mỗi một lần dậy là rất là khổ cực và anh em không hào hứng và về quan trọng là hiệu quả nó không nó không cao tất nhiên không phải là không có hiệu quả nhưng cũng có nhưng mà nó không cao vậy thì bao nhiêu trong số các bạn cũng có gặp những cái khó khăn như thế đó đấy cái thời điểm mà trước đây tôi là rất là khó khăn vất vả mặc dù mình biết là phải dạy phải phải đào tạo thế thì sau đó rồi thì khi mà tôi uh, được uh, bà xã tôi là giới thiệu là có một cái có một cái người thầy đúng không? là như vậy thế này bắt đầu là đầu tiên là đi học thầy tô no ribin sau đó thì bắt đầu là từ đấy rồi bắt đầu mới biết đến người thầy Bờ Và mới biết là à các diễn giả Việt Nam Các nhà huấn luyện quốc tế Rất nhiều người đều là học trò là của thầy Bờ này Thế là mình đăng ký ngay lập tức Cái khóa học đấy cũng đắt đấy khóa học mà trainer, trainer của thầy Bờ cũng là đắt Lúc đấy là khoảng tầm 4.500 đô Mà phải sang tận Singapore để học Nhưng mà mình quyết tâm là học là để làm gì? Để thực hiện cái việc là để mình đào tạo quân là thứ nhất và thứ hai nữa là để mình thực hiện Một cái giấc mơ, là giấc mơ đi chia sẻ Đó, thế là mình đi học cái lớp Gọi là Trainer Trainer đấy của Thời Bà Lê Và năm 2017 Tháng 8 năm 2017 Ngay sau khi về Pháp, tôi tạo ra một lớp Hoàn toàn khác biệt Ồ, Cái lớp đào tạo đấy Là cho anh em đội ngũ bán hàng toàn bộ Của bên chỗ Amacau của chúng tôi Thì từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến tận 12 giờ đêm Anh em cuồng nhiệt Và không ai buồn ngủ cả và lần đầu tiên tôi lại cảm thấy là mình nhàn đến như vậy Và quan trọng là mình phải biết cách gọi là tạo ra bối cảnh Tạo ra cuộc chơi Và cũng từ đấy tôi bắt đầu là hướng dẫn cái cách thức Để cho anh em cũng đào tạo được giống như tôi ở trong Amacao Và tôi áp dụng cho những các cái đơn vị thành viên trong Amacao Và chính cái điều này nó tạo thành cái văn hóa và cái phương pháp đào tạo và bao nhiêu trong số các anh chị thấy được điều đấy sẽ tuyệt vời cho công ty của mình giơ tay và nói thôi à cho nên là bạn sẽ cần phải teach the team to sell tức là dạy quân của mình bán hàng thế thì ngày xưa ấy, nếu giả sử như mà một mình ông anh trai tôi bán hàng một mình ông anh trai tôi bán hàng thì nó như thế này này các bạn ạ đây ví dụ đây là thời gian của chúng ta trong ngày thời gian trong ngày thì là nếu giả sử bạn là một người rất chăm chỉ bạn làm việc với tận 12 tiếng trên ngày Đó, đây ví dụ như là thứ 12, 12 tiếng trong ngày hoặc 14 tiếng trong ngày. Ở đây bao nhiêu số các anh chị là đồng ý với tôi rằng khi mà chúng ta khởi nghiệp chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta làm việc rất là điên khùng giờ tay này đó, Có khi là 14 tiếng, 16 tiếng cả, đúng không? Thì anh trai tôi và bản thân tôi đều là những người chăm chỉ, yêu lao động, làm việc kịch liệt. Thế nhưng mà vì có mỗi một mình ông anh trai. đó Đây, có mỗi là cái người thứ nhất. Đấy. Thì lúc này ông có làm việc cật lực đi chăng nữa Thì thời gian của ông lại còn phải làm việc khác nữa chứ Đâu chỉ có đi mỗi bán hàng đâu Thì ông chỉ bán được là lúc đó vào cái thời điểm là những năm 2025 ấy, thì chỉ có được là dưới 100 tỷ thôi Khoảng tầm 80 tỷ gì đấy đó. Dưới Tôi là làm xây lắp mà, làm nghề xây lắp thì nói chung là con số này cũng là đáng kể Yes, một năm Thì như vậy khi mà ông tạo ra được cái kết quả như thế này Giả sử rằng ông ấy ngừng không bán hàng nữa thì lúc đấy có doanh số không chứ? No. Thế thì sau đó đến khi tôi về năm 2008 thì anh ấy bắt đầu đào tạo tôi. Anh đào tạo thêm là gì? Đào tạo thêm người thứ hai là tôi. Đào tạo thêm là chỗ chị Mùi là người cũng là rất là trung thủy và đi với chúng tôi từ những ngày đầu và cũng là kỹ sư. Đào tạo thêm cho anh Ngọc là một cái trợ lý mà cũng là người lăn lộn đấy đã khái là mới đầu là sẽ tập trung vào đào tạo những người là trung thủy những người mà có thể yên tâm về mặt con người và những con người này sẵn sàng để vươn lên thế và thế thì sau khi đào tạo như vậy sau khi đào tạo như vậy thì giả sử rằng tôi à, tôi không bán được bằng ông ấy đương nhiên là mình làm sao là bằng bằng người thầy của mình ngay được yes có thể bạn đào tạo cho quân của bạn nó không bán được như bạn được đâu có thể nó chỉ được 30%, có thể nó chỉ được 50%, có thể nó được 60%. Nhưng mà sau khoảng tầm là một năm, có thể nó sẽ đạt được khoảng tầm 50% của bạn. Đúng không? Hoặc là có thể phải mất 2 năm. Nhưng nếu bạn không đào tạo thì mãi mãi là chỉ có một mình bạn thôi. Hoặc nếu bạn không đào tạo giống như anh Phùng Mạnh Cường ấy, sẽ như thế nào nếu như anh Phùng Mạnh Cường không đào tạo thêm là một cái đội ngữ thứ hai, rồi đội ngữ thứ ba thì vẫn chỉ là khoảng tầm dưới 30 tỷ thôi. Mà lúc nào cũng bị là rơi vào cái trạng thái là Bọn nó bắt mình là con tin Yes Mà không thể nói cái câu chuyện là vắng cô chợ vẫn đông được Thế thì Vậy cho nên là khi đó thì chúng tôi bắt đầu đào tạo Thì khi mà chúng tôi đào tạo thì giả sử đây tôi được 50 tỷ Đây là 50 tỷ, đây là 50 tỷ Ba anh chị này được 50 tỷ Thì như vậy là từ đấy rồi là giả sử ông này vẫn chăm chỉ đấy Thì lúc này chúng tôi sẽ đã lên được con số là hơn 200 tỷ rồi. Yes. Có bùng nổ không anh chị? Và đó chính là lý do vì sao mà cái doanh số của chúng tôi ấy là về sau hàng năm đều tăng trưởng rất là ngoạn mục, gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Đó. Và đến bây giờ thưa các anh chị là câu chuyện của chúng tôi nó không phải là câu chuyện là vài người bán hàng đó, mà hơn 700 người bán hàng và hơn bây giờ là hơn 30 doanh nghiệp rồi và mỗi một doanh nghiệp là một đội nhóm có những đội nhóm lên đến là hàng trăm người bán hàng Đó, ví dụ như cái đội nhóm bán hàng tiêu dùng thì rất đông nhưng bán hàng dự án chỉ khoảng tầm là 10 20 người 22 người thôi ví dụ như Europai ngày xưa Europai khi tôi bắt đầu thì lúc đấy đầu tiên là tôi bán hàng là tôi là vừa là chủ tịch vừa là tổng giám đốc vừa là trưởng phòng kinh doanh và vừa là nhân viên kinh doanh Đó, là tôi bắt đầu sau đó tôi bắt đầu là tạo ra một nhóm bốn người trong đó có chị Trung này, chị Hà này, chị Xuyến này và chị Hằng, họ bốn người. Thế và sau đó rồi thì chúng tôi bắt đầu là dạy anh em. Dạy anh em thì làm thế nào? Có gì đâu, chỉ có tạo ra trò chơi thôi. lên trên nhà máy tạo ra trò chơi là bao giờ nhặt bịt mắt lại sờ xem nó bây giờ là đoán xem cái này là cái tê hay là cái cút hay là cái này là tê là cút bao nhiêu để, để cho học về sản phẩm Xong rồi bắt đầu là lại tạo ra trò chơi là gì? Bây giờ em hãy làm thế nào đấy để, để bằng sản phẩm của mình tạo ra những các cái tác phẩm nghệ thuật trong một khoảng thời gian nào đó. Hay là tạo ra những các cái trò chơi là sáng tác những bài hát, đúng không? những cái câu hò, câu vẻ trong một khoảng thời gian về sản phẩm của mình để làm gì? Để tăng cái tình yêu của họ. Đúng không? Thế rồi sau đó là lại tạo ra những cái trò gọi là gì? Là diễn thuyết, rồi chia sẻ và trình bày thuyết trình, xong nó thảo luận tất cả cái điều đó là tôi học được từ người thầy Blessinger là à như vậy nhàn quá mình không phải mất nhiều cái thời gian ví dụ hôm nay các anh chị thấy này những cái gì hôm nay tôi là bảo các anh chị đứng dậy để chia sẻ các thứ này kia bao nhiêu trong số các anh chị thấy điều đấy là giúp cho các anh chị cảm thấy vui hơn giơ tay và nói tôi yeah. và những cái điều như vậy tôi đã làm và sau đó rồi thì cứ như thế để tạo ra được những anh em yêu sản phẩm yêu công việc và biết được các kỹ năng và dạy cho nhau. Anh em lại tạo ra dạy cho nhau. Nên là nhờ những cái việc như này cho nên là anh em đội nhóm của chúng tôi ngày càng nhiều hơn và cứ sóng lớp trước đè sóng lớp sau làm đào tạo cho đội nhóm này rồi xong lại tự bên trong các lãnh đạo đội nhóm lại đào tạo. À, đây tôi gọi là cái phương pháp sử dụng là đòn bẩy. Sử dụng gì các bạn? Sử dụng đòn bẩy.